phác họa thứ mà mình muốn vẽ lên trước, sau đó dùng bút đi nét đi lại một lần nữa, kẻ ra thành từng hình ô vuông như thế này, làm từ từ cho tới hết hình luôn. Và bước cuối cùng sau đó là các bạn chỉ cần tô màu lên thôi. Nhớ phải tô đúng vị trí ban đầu mình đã định sẵn. Vẽ tới đây thôi là các bạn cũng đã biết mình vẽ trái bắp rồi ha. Mình nhấn nhá chỗ đậm chỗ nhạt của từng hạt bắp. Ở ngoài là phần vỏ bắp mình sẽ tô màu xanh. Và cũng y như vậy thì mình sẽ nhấn nhá vào chỗ đậm và chỗ nhạt. Nếu hay hãy nhấn like và đừng quên nhấn follow để xem thêm những clip hay ho từ mình nữa nha.